Công nhận chị siêng thiệt luôn á. À, đâu có đâu. À, Nguyên ơi. Hử? Cậu chỉ tôi bài này được không? Gì vậy chị? À, xin lỗi chị, em bị bí mất rồi. À, không sao đâu, có gì đâu mà xin lỗi. À, hay là chị đợi em chút đi, em lên em coi sách giải xuống em chỉ chị liền. Thôi không cần đâu, từ từ cũng được mà. Làm gì mà cần sách giải vậy? Dạ, con chào chú. Con làm gì vậy? Dạ, con đang chỉ tâm ý. À, con đang chỉ tâm ý làm toán hả? Dạ đúng rồi. Cái thằng này, chỉ người ta làm toán mà kiếm sách giải là sao? Dạ. Con giải bài này hả? Dạ. Được rồi, để chú chỉ cho. Con làm ơn đứng dậy cái. Suy ra cái mình mới tìm được là kết quả. Tới đây là xong rồi đó. Dạ. Sau này có gì không hiểu cứ hỏi chú. Dạ. Đừng có ngại nghe chưa. Con cảm ơn chú. Ừ. Nè, chú tìm được cái áo cho con rồi nè. Dạ. Chú tìm nó ở đâu vậy chú? Thì mấy cô lao công quét dọn tìm thấy. Nè. Dạ, nhưng mà cái áo này đâu phải cái áo của con đâu. Ủa không phải hả? Chú thấy y chang mà. Dạ nó khác hoàn toàn mà. Thì không sao, con cứ xài đi. Dạ thôi chú ơi, đồ của người khác sao con xài được. Thì con cứ mặc đi. Thật ra là do chú mua đó. Trời bây giờ cũng nắng. Chào chú. Ừ. Lâu quá mới gặp con á. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? À, không có gì hết á. Ủa? Còn bạn, sao cái mặt như bánh bao chiều vậy? Chán quá. Sao tôi học dốt dữ vậy trời. Giờ đã ước gì được vô học thẳng đại học luôn ha. Còn tôi thì cố gắng học để trở thành một bác sĩ đa khoa. Lúc đó thích cô gái nào cũng được hết á. Làm như muốn thành bác sĩ đa khoa dễ lắm vậy. Nè, còn chuyện tình của chú sĩ á thì... Chuyện tình chú sĩ sao? Chào các em. Xin... Ủa? Thì ra nãy giờ nói chuyện với Quang hả? Trời, lâu quá không gặp Quang, khỏe không em? Em chào chị. Bước chân thôi. Đẩy bàn ra học đi nè. Ủa, cái thằng kia đi đâu á? Đi vệ sinh.
Bữa nay thái độ nó gì kỳ vậy? Nó kiếm chuyện hay gì? Chị My. Chị My. Hả? Cái gì vậy? Chị có thể đợi em được không? Đợi em chi vậy? À, em tính đi mua đồ ăn gì cho chị hả? Chị đợi tới khi nào em lớn chị mới được lấy chồng nha. Hả? Sao nó nhảm gì vậy? Sao chị phải đợi em lớn chị mới được lấy chồng? Là xong rồi, vỗ tay. Ồ, mà Nguyên, bữa nay á, Quang nó hết bị tửng tửng chứ vậy? Không biết nữa, chắc là vẫn còn á. Vậy á hả? Vậy mà cô cứ tưởng hết rồi. Nhưng mà không phải đâu, tất cả lỗi lầm là tại cô hết trơn á. Ai biểu á, với cái nhan sắc xinh đẹp này, ai gặp cũng mê chi. Có người yêu rồi mà còn vậy nữa. Cái gì? Cô có người yêu rồi hả? Ủa, có đâu. Con đâu có người yêu gì đâu. Trời ơi, ai mà điên lắm mới quen cô. Không có thì thôi, chứ làm gì mà nhảy dựng lên vậy? Đâu có, đi về mà, có nhảy dựng gì đâu. Vậy nha. Dạ. Ủa, anh cũng biết thổi cái này nữa hả? Ờ, cái này đơn giản mà. Thôi, hay là mình ra uống cà phê đi. Em bị gì vậy? Hả? Sao tự nhiên thấy ngứa mũi quá à? Ngứa mũi hả? Thật ra cũng không phải ngứa mũi lắm mà. Kiểu muốn hắt xì mà. Nói chung là ngứa mũi ghê. Được rồi, liền làm theo anh nè. Làm theo anh nè. Lấy tay trái ra, bóp mũi lại. Trái bóp mũi lại hả? Lấy tay bóp mũi lại. Bây giờ tiếp tục nha. Rồi sao nữa? Lấy tay phải. Anh đang chọc em á hả? Không chọc, anh nói thiệt. Anh là bác sĩ, nghe được bác sĩ đi. Lấy tay phải. Đưa ra. Lòn cái tay trái. Đó. Ủa? Vậy. Thôi xí đi, cái này sao giống mấy đứa nó chơi mà kiểu con do vậy nè. Mấy đứa nít nó hay chơi nè. Cái do cái gì? Bỏ vô vậy 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 nè. Thiệt không? Thiệt. Là có nghĩa là nó hỗ trợ. Nó nói chuyện mình được coi. Nó hỗ trợ cho sự hô hấp của mình. Thiệt không đó? Thiệt. Cầm đi. Giờ em mới thấy đỡ hơn rồi đó. Ủa? Cái này của ai vậy? Cái này hả? Cái này như là của cậu hay sao? Ủa? Chú sĩ biết chơi nhạc cụ này nữa hả? Hình như là vậy á. Ủa? Cậu cũng biết chơi nhạc cụ này luôn hả? Em biết chút chút mà. Cậu chơi vậy là giỏi lắm rồi đó. Hả? Cái kèn này như nó bị hư hay sao á? Chắc
Ủa à, chào hai cậu. Chị đi đâu vậy? Chị đem ý. À, tôi đi siêu thị mua ít đồ. Ở đây nhiều đồ đẹp ghê luôn á. Ừ. Tôi mới lựa được áo nhìn đơn giản lắm nè. Ờ, đơn giản ghê ha. Ủa, mà lựa áo trăm ý hả? Mấy cái áo này á, tôi thấy không hợp đâu. Ê, cái áo đen này hợp với chị nè, nhìn chất lắm á. Ủa, mà quên nữa, hình như chị trăm ý có một cái màu đen giống vậy thì phải. Thôi, đi thù lùi rồi xấu quá. Mấy này mới đẹp nè. Vậy là chị thích sự đơn giản giống như tôi vậy đó hả? Xong nhát như thỏ đế vậy. Cứ gặp chị rồi nói hết đi. Tôi nghĩ chị sẽ không từ chối đâu. Chị à, em không còn là con nít nữa đâu. Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới viết bức thư này. Em rất thích chị. Cậu nha, tôi trả cho cậu nè, tôi có khoác rồi. Sao chị biết em mua cái áo này? À, tôi nói đại thôi à. Với lại tôi cũng có khoác rồi, cho nên là cậu lấy đi. Thôi chị nhận đi. Dù gì thì sinh nhật em chị cũng tặng quà mà. Nhưng mà nếu mà chị không nhận là em đi vô thùng rác á. À, vậy chị không muốn nhận nó thiệt hả? À, vậy tôi cảm ơn cậu nha.